Chào mọi người đến với kênh video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người chương trình AirDrop nhận 10 top căn có ký hiệu là GFB Pro các bạn. Để con này mình check trên Coca-Cola nha tất cả các bạn. Có giá nó cao không nha tất cả các bạn. Con này giá khá cao các bạn. List trên cho chạy qua cặp bên tới list sân nào nha tất cả các bạn. Có lượng trade in là 193.000 giờ đã list sàn. Đã list sàn Uniswap V2 này các bạn, đã cho giao dịch qua cặp ETH nè. Và sàn BW. Khá là ngon nha. Rồi. Các bạn trả lời chatbot để nhận tôi cần nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình. Các bạn bấm nút start chatbot nha các bạn. Bấm vào chỗ này đớp các bạn. 10 tôi cần cứ khoảng hai mấy đô. Có 4 tôi cần thôi. Lộn nha các bạn. Mình nhận có 4 tôi cần trong chương trình này gấp này nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group bên seller follow và request về bên bot nha các bạn. Để sàn Uniswap nhấp rồi join vào một kênh website này. Rồi các bạn bắt up lên các bạn, rồi bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi theo word thì bạn follow và tweet nha bạn. Theo qua follow nó theo dõi là giải quyết nữa nè. Quả tên đừng test lại không ạ. Rồi sau khi các bạn test lại các bạn bắt up lên không ạ. Tôi tạo tin nhắn gỡ. Rồi bạn bấm vào nút shipping detail nha. Rồi nó hỏi các bạn có join trên group seller, bấm don nha bạn. Bot lock hơi chậm. Rồi, các bạn ra là cái đường là bờ lục file link theo word cho nó các bạn. Các bạn chơi đơn mình đi ra nè. Và chờ chút nữa. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình, nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Tại thông báo hoài nhảy khư không. Nhấp vào ba dấu gạch nè. Bấm vào chia sẻ. Sao chép cho khai như tạm nè các bạn. Rồi các bạn bắt đường link profile anh em vào đây các bạn. Rồi các bạn gửi cái bot nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ về ETH. Ghi ở cái xe wallet các bạn gửi cho bot các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Rồi các bạn mở lại cho bot. Nhớ nhau các bạn. Bạn gửi cho bot này. Rồi bấm don nha các bạn. Rồi bấm don nha các bạn, Z nha các bạn. Rồi các bạn lấy đường link Z này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Bấm vào share tiếp. Rồi mình đã này ghép chưa, mình chưa có ghép các bạn. Rồi số tôi cần nó sẽ cập nhật sau các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.